cốt này nó bị mẻ này, lúc thì con nó căng, lúc thì con nó trùng, nhưng mà đa số lúc nào cũng sượng hết. Đó, chiếc Sonic này mình có thay cái cốt này nha, cái chỗ này nó bị mẻ này. Đấy, nhìn ở vị trí này thấy nó mẻ này. Đó, thay cái này vô là bốc con bao ok luôn, nó không có bị sai số, lúc thì căng, lúc thì trùng, nói chung rất là khó chịu, canh con rất là khó nha. Hello anh em thấy không, cái cổ tôi mới làm xong này, titan rồi luôn nha. Gần vô này. Đó, trời mưa thì nó hơi dơ xíu anh em, anh em xem thông cảm nha. Đấy, cổ titan. Đấy, 3251 nè. Móc ra nè, bài đây là Sonic 63 nha, 63 inch zin, cam BRT, full đồ BRT. Đó, anh em nào mà chưa theo dõi cái clip mà ráp máy thì anh em lên theo dõi nha. Nổ rất là rác luôn, sướng lắm. Máy đây bệnh quá anh em ơi, đau bệnh mà thở ra hơi, mà cũng cố gắng làm clip gửi cho anh em xem. Thì anh em coi thì nhớ follow mình nha, cảm ơn anh em rất là nhiều. Sonic này vừa mới canh xanh xong, rô đai chạy mấy ngày rồi, thay nhớt cái kiểu đồ, mình giờ chỉ đi rửa xe, đó là giao xe thôi. Nói chung là mạnh như điên anh em ơi, xe này mạnh như điên à, chạy khiếp thực. Đó, thì 27 mấy, gần 28 HP, nói chung khá là mạnh nha anh em. Đó. Rồi thì mấy đây mệt quá. Bệnh làm xe làm ngày làm đêm, mùa Tết làm không kịp nghỉ luôn. Nói chung là anh em nào đang mà muốn nâng cấp động cơ Tết đi chơi rồi khỏe khỏe thì Sonic Winner có bài 60.3 hoặc là lên 63, 62, 65, ok đó. Thì mấy bài danh đôn thì cũng được, nhưng mà nó cũng mạnh, nó khá là mạnh, nhưng anh em chi phí bỏ ra nó nhiều hơn. Zin thì nó đơn giản, anh em làm nó rẻ hơn, nhưng mà đi cũng cảm giác nó lực. Còn anh em nào đã từng chạy 62, 63 rồi, ngán rồi, thì lên 65 nó cũng vậy, 68 nó cũng mạnh hơn xíu mà. Nhưng mà Zin đôn nó khác nè, Zin đôn mà mình cảm thấy nó rất là rõ rệt luôn. Dặn là có, dặn là có, sướng lắm. Nhưng mà nuôi nó khá là tốn kém, xui gãy bê một cái là thôi là làm xù đầu luôn. Nói chung là làm Zin đôn thì cũng không ai dám bảo hành nhiều, chỉ bảo hành anh em trong khoảng là từ lúc mà làm đến lúc cái dyno thôi. Còn thả xuống đường rồi anh em tự lo. Còn riêng mà những bài 60.3 thì mình bảo hành cho anh em từ 3 đến 4 tháng, 63 này thì cũng bảo hành cho anh em 3 tháng, hư phần nào mình làm phần đó. Rồi anh em xem clip mà thấy ok cho một like đăng ký nha. Ok rồi, chào tất cả anh em nha, chào tạm biệt anh em. Về trả xe cho người ta.